Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Halo Channel. Mới đây sau khi God of War Ragnarok công bố ngày phát hành của mình thì bên Halo đã nhận được rất là nhiều câu hỏi khác nhau về tựa game này. Vì thế hôm nay tụi mình thực hiện một đoạn clip nhỏ để trả lời các thắc mắc của các bạn về tựa game đình đám mà Kratos sẽ xuất hiện trong thời gian tới nhé. Câu hỏi đầu tiên có vẻ là của một bạn nữ và rất là dễ thương luôn. Hello Shop ơi, các bạn có thể cho mình biết là God of War Ragnarok là tựa game gì không mà mình cứ nghe anh bạn cùng phòng của mình nhắc tới rất là nhiều luôn. Thì ở đây mình sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn á. God of War Ragnarok là phần mới nhất của một dòng game từng được phát hành độc quyền cho hệ máy PlayStation, kể về hành trình của một chiến binh gọi là Kratos. Anh ấy đã từng đã chiến đấu với các vị thần nè. Nếu như ba phần đầu giống God of War 1, 2, 3, thậm chí phần Ascension thì anh ấy chiến đấu với các vị thần Hy Lạp. Sau đó thì năm cách đây khoảng 3 năm vào năm 2018, họ quyết định bên Santa Monica quyết định viết tiếp câu chuyện của anh ta, nhưng mà thay vì để cho anh ta ở Hy Lạp nữa thì đưa anh ta tới Bắc Âu. Và lúc này anh ta đã có vợ con, nhưng anh ấy vẫn bị cuốn vào những cái cuộc tranh giành quyền lực của các vị thần. Từ đó anh ấy phải bắt đầu thêm một cuộc phiêu lưu mới. Kết thúc ở cái phần God of War 2018 thì anh ta đã đụng độ với một nhân vật trong truyền thuyết mà rất là nổi tiếng luôn. Và gần đây anh ấy cũng có một cái bộ phim riêng nữa, đó là Thor. Tất nhiên các nhân vật Thor trong cái God of War với lại nhân vật Thor trong Thor Love and Thunder nó không liên quan gì với nhau. Nhưng mà về cái xuất xứ của hai bên đều là các vị thần Bắc Âu. Nếu mà em có chơi coi bạn trai hoặc là có coi anh bạn cùng phòng của em chơi cái game này ấy, chắc chắn em sẽ rất bất ngờ trước hình tượng Kratos và hình tượng Thor xuất hiện trong cái tựa game mới. Cũng như là cái anh có thể đảm bảo với em rằng luôn á, cái cuộc chiến của hai nhân vật này sẽ rất là hấp dẫn và hoành tráng luôn. Kế đến là sẽ là God of War Ragnarok sẽ có ngày ra mắt là khi nào. Mới đây Sony công bố luôn ở trên cái trang thông tin chính của mình là God of War Ragnarok sẽ ra mắt vào ngày 9 tháng 11 năm nay luôn, tức là năm 2022. Nhiều bạn sẽ ở đây sẽ thắc mắc mình, ủa là tại sao là 9 tháng 11 chứ không phải 11 tháng 9 hả anh? Cái này xuất phát từ một cái chi tiết rất là nhỏ trong cái poster công bố ngày phát hành. Đó là cái chi tiết mà ghi ở dưới cái ngày phát hành ghi trên poster đó là được ghi theo ngày của Mỹ. Nên nhiều bạn sẽ cứ nghĩ là ngày 11 tháng 9, nhưng thật ra đó là ngày 9 tháng 11 năm 2022. Câu hỏi kế tiếp là đây một cái điều mà rất là nhiều các bạn game thủ quan tâm luôn. God of War Ragnarok sẽ ra mắt trên những hệ máy nào? Thì mình là đã được bên Sony xác nhận luôn, God of War Ragnarok sẽ ra mắt trên hai hệ máy chính, đó là PS4 và PS5. Về mặt PC là các bạn sẽ thắc mắc là bây giờ cái bản 2018 đã ra mắt trên PC rồi thì God of War Ragnarok có lịch lên trên PC hay không? Thì vấn đề lên PC hiện tại bên Sony chưa có lịch chính thức, nhưng có thể trong tương lai, có thể là khoảng là từ 2-3 năm nữa thì Sony sẽ mang từ game lên PC chẳng hạn. Giữa hai phiên bản PS4 và PS5 sẽ có những sự khác biệt gì? Thì ở đây thì bản PS4, bản PS5 trên cơ bản phần nội dung nè, các con boss nè, bối cảnh nè sẽ giống nhau hết. Nhưng mà về mặt công nghệ nha, thứ nhất là về mặt hình ảnh nè, thì bản PS5 tất nhiên sẽ nhỉnh hơn PS4 tại vì nó có rất là nhiều cái hiệu ứng hình ảnh mới, giống như là ray tracing nè, rồi sau đó còn có thể hỗ trợ chúng ta lên độ phân giải cao hơn. Đó, bên cạnh đó thì bản PS5 sẽ còn có thêm là những cái đặc quyền sau là cái thời gian lag nhanh hơn, hỗ trợ là 3D audio nè, rồi hỗ trợ thêm là haptic feedback với lại adaptive trigger, cái bộ cò với cái khả năng mà phản hồi mới của cái tay cầm DualSense á, giúp cho bạn có những cái giờ phút trải nghiệm game chân thật hơn rất là nhiều luôn. Đó là những cái gì mà chia sẻ sơ về cái God of War trước nha. Có một câu hỏi khá dễ thương khác là God of War Ragnarok liệu có hỗ trợ pre-upgrade từ PS4 lên PS5 hay không? Mình rất tiếc là phải thông báo cho bạn một tin khá là buồn, đó là cái Sony đã từng xác minh một lần cuối cùng với Halo luôn rồi, và thậm chí với các bạn game thủ trên thế giới là họ chỉ hỗ trợ free upgrade cho một tựa game duy nhất nữa thôi mà thôi, đó là tựa game Horizon Forbidden West. Kể từ sau khi tựa game đó ra mắt tất cả những cái phiên bản game khác của Sony bao gồm luôn cả God of War Ragnarok, thì nếu mà các bạn mua game PS4 và khi lên PS5 mà bạn muốn nâng cấp cái hiệu ứng đồ họa hình ảnh hoặc là nâng cấp các tính năng cao cấp của game PS5 thì các bạn phải mua một cái bản upgrade, và bản nó sẽ có giá khoảng 10 đô hoặc là 10 euro tùy theo phân vùng mà các bạn mua. Và tiếp theo nếu mà sau khi các bạn nâng cấp PS4 lên PS5 thì chắc chắn sẽ có các bạn thắc mắc một điều cái phần sale game của mình ở PS4 liệu có chuyển lên PS5 được không? Sony hiện chưa có bất kỳ một thông tin nào xác nhận về việc chuyển đổi sale game giữa PS4 và PS5 liên quan tới God of War Ragnarok. Nhưng mà các bạn yên tâm là sau một thời gian dài mình trải nghiệm PS5 nè, rồi sau đó mình đã từng thử upgrade các tựa game của PS4 lên PS5 từ cái máy PS4 cũ mình lên PS5 luôn
thì mình thấy một điều á, đa phần các bạn chỉ việc copy xe game từ cái máy bế 4 cũ qua bên máy bế 5 mới là nó sẽ tiếp tục nhận, kể cả khi á, mà các bạn đang chơi dở game qua Horizon Forbidden West đúng không, và các bạn qua bên đây mua bản nâng cấp lên thì sale game nó tiếp tục nhận và cho bạn chơi tiếp cái phần chơi gian dở mà thôi. Thì mình tin chắc một điều á, Sony vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó với God of War Ragnarok, tại vì phần chơi game này á, phần game này nó sẽ vẫn theo phong cách thế giới mở với rất nhiều là nhiều cái nhiệm vụ phụ bên trong. Và nếu như mà các bạn lỡ upgrade từ bế 4 lên bế 5 mà mất sale game thì như vậy thì rất là tội nghiệp luôn. Kế tiếp á, là coi như là các bạn đang quan tâm tới God of War Ragnarok sẽ thắc mắc một điều á, bây giờ God of War Ragnarok sẽ có giá khoảng bao nhiêu? Thì bây giờ mình chỉ công bố cho các bạn là cái mức giá mà theo thị trường của thế giới thôi nha. Còn mà giá về Việt Nam tất nhiên nó sẽ có nhỉnh hơn một chút xíu. Đối với cái phiên bản mà PS4 á, giá game God of War vẫn giữ nguyên như các bản từ game AAA khác, đó là 59.99 đô la và hoặc 59.99 euro. Đối với phiên bản PS5 á, thì đây là mình nói là phiên bản thường nha, nó sẽ có giá là 69.99 đô la hoặc là 69.99 euro. Và sau khi các bạn mua thì ở đây có nhiều bạn đang thắc mắc á, liệu như các bạn mua cái game sớm hoặc các bạn đặt mua game trước á, thì có bất kỳ phần quà nào hay không. Ở đối với Sony á, họ đang có một cái chương trình, nếu các bạn mà reorder game trước họ sẽ tặng cho các bạn nè là một cái đoạn code để lấy cái bộ giáp dành cho cả cha con của là Kratos luôn. Thì bộ giáp đó mình thấy ở đây nha là sẽ là Ryzen Snow Armor cho Kratos và Ryzen Snow Tunic dành cho cậu Atreus hay còn gọi là Loki đó. Đối với các fan sưu tầm á, thì họ lại có một câu hỏi lại khác nữa, đó là liệu có những cái phiên bản đặc biệt cho God of War Ragnarok hay không. Thì cái việc có phiên bản đặc biệt là chắc chắn rồi, nhưng mà chúng ta sẽ coi nó có những cái phiên bản nào. Ở đây á, thì theo thông tin mới nhất, God of War sẽ có 4 phiên bản khác nhau. Thứ nhất là bản Standard, là bản thường. Thứ hai là bản Digital Deluxe dành cho các bạn nào mà muốn mua game ở trên hệ thống mà digital và có thêm những cái phần quà, giống như là ở đây mình sẽ thấy là có skin nè, là có thêm là vũ khí mới nè, và có thêm luôn cả là những âm nhạc hay những cái sách để mà các bạn có thể coi nội dung số. Và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ có bản Collector và bản Zona Edition. Hai cái phiên bản này vì bên trong nó có rất là nhiều cái phụ kiện kèm theo nên chắc tụi mình sẽ để hình ảnh ở bên dưới để cho các bạn dễ dàng quan sát nha, và các bạn sẽ dễ dàng so sánh hai phiên bản này khác nhau ở những cái điểm nào. Có một bạn có một câu hỏi thì cũng có mang tính chất hơi muốn spoil một chút xíu, đó là cốt truyện chính của God of War Ragnarok lần này là gì. Mình sẽ cố gắng hạn chế spoil nhất trong cái câu trả lời này, đó là God of War Ragnarok sẽ nối tiếp cái phần God of War 2018. Lúc này thì Kratos và Atreus đã vô tình đắc tội với lại các vị thần của phần khu vực Bắc Âu, thậm chí luôn còn là gây thù chuốc oán với nữ thần Freya luôn, dẫn tới bây giờ hành trình của hai cha con sẽ không còn yên ả và thậm chí không có nhiều người hỗ trợ họ như ngày xưa nữa. Kratos thì đang bị là Freya đeo bám sát luôn. Trong những đoạn trailer thấy, mình sẽ thấy một điều là Freya rất là muốn hạ sát Kratos, và cô ấy thường xuyên phục kích hai cha con trên đường đi. Rồi các vị thần Bắc Âu á, tại vì thấy các vị thần mà Hy Lạp nè, hay thấy ở đây là thấy Kratos á đã vô tình khởi động Ragnarok lên, thì tất nhiên họ cũng muốn tìm một cách nào đó để ngăn cản lại và tìm cách tiêu diệt hai cha con luôn. Thì mình nghĩ mục tiêu chính của lần này trong cuộc phiêu lưu của Kratos và Atreus là sẽ cố gắng sống sót trước sự truy sát của những phe cánh này, và sau đó tìm cách phản công hoặc tìm cách giảng hòa lại thôi. Thì đây là cái suy luận của mình ra thôi nha, chứ mà mình theo thấy khả năng rất là cao luôn là Kratos với Atreus sẽ xử hết cái vị thần Bắc Âu luôn rồi đó. Ở đây mình sẽ có một cái câu hỏi cũng khá là dễ thương và dễ hiểu luôn. Hello ơi, hiện tại là mình chưa có chơi những cái phần God of War khác như God of War 1, 2, 3 nè, hay là God of War năm 2018 luôn, thì mình có cần chơi các phần trước để hiểu thêm cốt truyện không? Thì ở đây mình khẽ khuyến khích bạn nha, bạn tốt nhất bạn chơi phần God of War 2018 đi, tại vì hai phần này có liên cái mạch truyện liên kết chặt chẽ với nhau, và khi bạn chơi phần 2018 thì bạn sẽ hiểu được các mối quan hệ với các nhân vật, tại sao là Kratos lại bị một người phụ nữ tên là Freya đeo bám trong suốt một quãng đường mà hay bị cô ta phục kích đến như vậy, cũng như là việc tại sao các vị thần Bắc Âu lại muốn tiêu diệt hai cha con này. Còn đối với cái phần 1, 2, 3 và phần Ascension, thậm chí cái phần mở rộng trước đây trên máy PSP luôn á, các bạn có thể chơi thêm để biết về cái quá khứ cực kỳ hào hùng luôn của nhân vật Kratos trong game. Và đó là tìm hiểu thêm được cái lý do tại sao rất là nhiều game thủ mong muốn cái tựa game God of War Ragnarok này ra mắt càng sớm càng tốt. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đến tới câu hỏi nào đến đây. Cái
chữ Ragnarok trong God of War Ragnarok có ý nghĩa là gì? Ragnarok á, thì ở đây á, trong thần thoại Bắc Âu sẽ là cái hoàng hôn của các vị thần. Lúc này á, các con quái vật khổng lồ ở dưới đáy biển nè, ở trên trời nè, thậm chí là coi như các quỷ dữ ở dưới địa ngục sẽ trồi dậy. Các vị thần á, sẽ phải đương đầu với chúng trong một cuộc chiến cuối cùng. Và trong cuộc chiến này sẽ không thể nào tránh khỏi mất mát. Thì theo sơ sơ theo thần thoại Bắc Âu nha, chúng ta sẽ thấy nè, nào là Odin bị sói ăn thịt nè, rồi là Thor bị chúng độc chết nè. Như vậy cái hoàng hôn của các vị thần này có phải là việc xấu hay không? Thì đây á, mình có thể nói thẳng với các bạn luôn, đây không phải là một cái việc xấu. Tại vì á, đây mà trong các thần thoại Bắc Âu á, là người ta nói là cái lúc nào cũng có một cái vòng luẩn quẩn là và cái sự sống cái chết đó đồ. Thì cái việc của các vị thần cũ chết đi, họ sẽ nhường chỗ cho những cái vị thần mới, từ đó tạo nên là những cái bước cải thiện mới trong cái việc mà sinh sống nè, rồi trong cái việc lãnh đạo nè. Cái sự đổi mới này là cái sự cần thiết. Thế nên á, cái việc này không phải là một cái sự kiện đáng buồn, mà cũng có thể xem như là một cái bước nâng cấp cho cả loài người lẫn như các vị thần luôn. Với quy mô cốt truyện lớn như vậy á, thì chúng ta sẽ gặp các vị thần nào? Thì trước mắt á, là trong những đoạn trailer chúng ta thấy nè, nào có cái gương mặt quen thuộc là Freya nè, rồi có cái vị thần Thor nè, có Ratos nè, có Atreus nè, thậm chí là chúng ta còn thấy xuất hiện cái vợ tương lai của Atreus luôn. Mới đây á, thì chúng ta sẽ thấy thêm là cặp chó sói mà con của Fenrir, thì ở đây mình không có nhớ tên, nhưng mà cái cặp chó sói đó là cũng có rất là có số luôn á, khi mà một con sẽ đuổi theo mặt trời và một con sẽ đuổi theo mặt trăng, và lúc mà tụi nó bắt kịp được mặt trời và mặt trăng thì nó sẽ ăn sống luôn. Đây chính sẽ là điềm báo cho God War Ragnarok bắt đầu. Rồi sau đó nó sẽ thấy được gặp một cái nhân vật cũ như Baldur nè, hay là cái con rắn khổng lồ trong phần đó. Rồi trong cái đoạn trailer mà cung cấp cái ngày phát hành á, thì chúng ta thấy một cái nhân vật cực kỳ quyền năng luôn, đó là sói Fenrir. Đây là một con sói rất là to lớn và khổng lồ luôn. Rồi đó, Baldur thêm con sói đó là cái người đã ăn Odin luôn á. Rồi sau đó là coi như trong những đoạn trailer trước, chúng ta còn thấy là thêm Thor nè, Tyr nè. Thì cái phần game này sẽ có nhiều người đồn đoán sẽ đóng vai trò là kết thúc hành trình của Ratos và mở ra một cuộc hành trình mới cho Loki. Và Loki mới chính là người sẽ kết thúc cái sự mà thịnh vượng các vị thần Bắc Âu luôn. Thì ở đây mình cũng chưa có nắm rõ thông tin về cốt truyện, và mình cũng chưa biết về mạch truyện sẽ diễn ra thế nào. Thế nên mình sẽ đưa trước là những cái dự đoán đó thôi. Còn mà khi game ra, liệu những cái dự đoán nó có trở thành hiện thực hay không thì các bạn hãy là chơi game để biết thêm chi tiết nhé. Rồi phần God of War Ragnarok mới này sẽ có những cái bước cải thiện về gameplay nào? Hiện nay thì Sony họ đang giữ rất là cẩn thận cái những bí mật và những cái thông tin liên quan tới gameplay của God of War. Họ chỉ mới công bố cho chúng ta biết có sẽ những một số tính năng, giống như là phần này chúng ta sẽ thêm một cái tính năng mới là cưỡi sói nè. Không phải là cưỡi sói nữa, mà chúng ta sẽ có một cỗ xe ở trong đó để có hai chú chó sói sẽ kéo để đi trên cái mặt sông băng hay mặt hồ băng để giúp ta di chuyển nhanh hơn. Và sau đó nữa họ có hứa một điều, thì bây giờ cái thế giới trong game sẽ được mở rộng ra hơn rất là nhiều. Đồng thời cái thế giới này nó sẽ không hề trống rỗng, mà sẽ có rất rất nhiều các vị thần hoặc các sinh vật khác để các bạn làm quen nè, rồi các bạn sẽ thực hiện các nhiệm vụ bên trong. Thì cái điều này là một cái mà theo mình đánh giá là một cái bước mở rộng cần thiết. Tại sao? Tại vì hồi phần God of War 2018 mặc dù mình đã có thể là đi xung quanh cái bản đồ, nhưng mà cái bản đồ chỉ để giống như mình đi kiếm những cái đồ mà mình sưu tầm thôi, chứ bên trong này cái phần nhiệm vụ phụ nó không có nhiều. Mặc cho là ở đó là cái cơ chế trang bị vũ khí cũng rất là tốt nè, hệ thống skill của Kratos cũng được làm rất là khá luôn. Thế nhưng mà không có nhiều nhiệm vụ phụ, chỉ có đi đánh phần cốt truyện thôi, thì nó cũng hơi chán một chút xíu. God of War Ragnarok có phải là một tựa game mà mình có thể chơi trong một cái góc camera game one shot one test hay không? Cái one shot one test này là ý bạn đó đang nói là giống như cái phần God of War 2018, các bạn có thể chơi từ đầu tới đuôi luôn, là chỉ một mạch liền mạch mà không có hề có những cái đoạn cắt cảnh đắt đinh màn hình hay gì luôn á. Thì cái phần God of War Ragnarok mới này họ cũng xây dựng theo cái phong cách giống vậy. Thế nên các bạn hãy yên tâm về tính chất điện ảnh nè, rồi cái sự liền mạch của gameplay nè. Thậm chí mà khi các bạn chơi trên bản PS5 á, thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về các màn hình loading game, tại vì bây giờ game được tối ưu hóa rất tốt, và những cái màn hình chuyển cảnh chỉ có mặt khoảng 5-10 giây và sẽ được ngụy trang dưới giờ những cái lời thoại nè, những cái đoạn tương tác giữa hai bố con. Đây là cái một điều mình đánh giá rất cao về sức mạnh của PS5 khi mà giảm tải được cái thời gian chờ đợi tới mức tối thiểu luôn. Thì hiện nay God of War Ragnarok đã chốt ngày phát hành là vào ngày 9 tháng 11 sắp tới. Thì dù cho là còn tới tận 4 tháng nữa thì game mới ra mắt, nhưng hiện nay Sony cũng đã công bố rằng
đây là một trong số những tựa game đang có lượng quan tâm nhiều nhất ở trên website cũng như là các kênh thông tin khác của Sony luôn. Thế nên á, nếu như các bạn muốn đặt hàng trước hoặc là các bạn có muốn biết thêm thông tin gì về tựa game này á, hãy nhanh chóng liên hệ với lại bộ phận chăm sóc khách hàng của Halo hoặc là truy cập vô cái website của Halo mà mình đặt được link ở phía bên dưới á, để biết thêm chi tiết về nè, các bản thường nè, bản đặc biệt nè, ngày về hàng, cũng như các bạn nếu được á, hãy để lại là thông tin của các bạn luôn. Thì khi mà mình có bên mà Halo Shop á, có thông tin chính xác về ngày về hàng cũng như mức giá, chúng mình sẽ gọi đến các bạn. Và nếu lúc đó bạn vẫn còn có nhu cầu, các bạn hãy để lại thông tin cũng như đặt hàng trước để mà dành một suất để tham gia cái trận chiến ra rock sau này. À, nhân tiện nếu các bạn thích đoạn video clip hôm nay tụi mình thực hiện á, hãy để lại cho tụi mình một like, một share và một subscribe, vì đó sẽ là nguồn động lực rất lớn để tụi mình tổ chức những cái video clip liên quan tới việc hỏi đáp về các sản phẩm khác giống như là game nè, hoặc là thiết bị công nghệ, hoặc là các những phụ kiện khác về game chẳng hạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.